Rồi chào cả nhà nha. Đây cả nhà này. Nha coi này. Mèo cỡ này mới gọi là mèo chứ cả nhà. Nó để ở trong bịch mà nó còn ra nấm luôn này cả nhà thấy không? Đó. Mèo như này mới gọi là mèo chứ cả nhà. Nha thấy không? Rất là đỉnh luôn nha cả nhà. Đó cả nhà, hồi giờ cả nhà có thấy ai mà bán mèo mà trong bịch mèo mà nấm nó mọc ra luôn không cả nhà? Đó. Cả nhà thấy không? Rõ ràng luôn này cả nhà nha, Phương không thêm Phương bớt này nha. Đó. Cả nhà thấy chưa? Rất là đỉnh luôn nha cả nhà. Đó, mèo dày mà Phương gửi cho cả nhà mà làm không lên nữa thì không biết cái mèo nào cả nhà làm cho lên nữa. Đó, mà mèo như này mà cả nhà không mua thì không biết cả mà mua cả nhà xài cái mèo nào, thấy chưa cả nhà? Tiền nào của đó thôi cả nhà, thấy chưa? Mèo rất là đỉnh luôn nha cả nhà. Bỏ trong bịch mà nó còn lên nữa, nói chi là cả nhà cấy ra bên ngoài, thấy chưa? Thấy chưa? Phương để không đâu có làm gì, Phương để cái hàng này Phương để Phương chỉ bán cho cả nhà đấy mà thấy chưa? Nó còn ra ghim luôn, quên đó, nó ra ghim này, thấy chưa cả nhà? Ra ghim hôm sùm luôn này cả nhà thấy không? Đó, cũng gọi sát cho cả nhà xem luôn này. Đó, cái hàng này Phương để Phương bán cho cả nhà mà nó còn ra ghim, ra nấm như vậy mà nói chi là cả nhà đem đi trồng. Cả nhà trồng thôi, cả nhà cứ nghĩ đi. Đó, Phương để không mà nó ra như vậy rồi thì cả nhà cứ nghĩ là cả nhà đem đi trồng nó ra cỡ nào nữa. Đó, thấy cả nhà không? Ra ghim đây hết này. Đấy, nấm này. Nấm con này, cả nhà thấy chưa? Cả nhà thấy đỉnh không? Đó. Đấy. Mèo bên Phương làm chất lượng cỡ đó cả nhà. Cả nhà cứ yên tâm đi cả nhà nha. Rất bên Phương làm ăn uy tín và chất lượng. Cả nhà không phải lăn tăn, không phải suy nghĩ về cái việc giống má đâu nha cả nhà. Đó. Đó, bên Phương cung cấp mèo rơm rơm nha cả nhà, đảm bảo tiêu chuẩn 100% luôn nha cả nhà nha. Cả nhà ví dụ mà cả nhà đó có kỹ thuật và sử dụng mèo bên Phương, cái bộ và sử dụng cái bộ dụng cụ bên Phương là Phương đảm bảo với cả nhà là 99,9% là cả nhà thành công rồi cả nhà. Đó. Đó, Phương nhận giao hàng toàn quốc nha cả nhà. Phương nhận giao hàng toàn quốc. Đó, rồi, Phương chào cả nhà nha. Đây mới gọi là mèo chuẩn đó cả nhà.